Video này chào mấy bác nha. Em có một con máy 315 và rất là đẹp. Mọi người nhìn cần kiếc này, tem cần này, đầu bò chén bát này, còn rất là tuyệt vời. Và em vừa dọn xong, đang còn ướt luôn nha. Nổ thử cho mấy bác nghe này. Có xả ấp, đéo nhẹ cái nổ. Mấy bác nghe từng máy nó nổ từng tiếng không? Đấy chưa? Con máy nổ từng tiếng một luôn thấy không? Và khử nhẹ cái nổ. Đây thử lại này, hai ngón tay này không? Rất là nhẹ nổ. Đây không? Rất là nhẹ nổ không? Đây. Quá dã man luôn mấy bác thấy chưa, rất là tuyệt vời. 315 đang còn ướt á, nó nổ rồi đó, tuyệt đẹp nha. Đấy, mấy bác nhìn đẹp chưa, tuyệt vời, trên cả sự tuyệt vời. Rồi con này bên em đang bán y dày là tính rẻ mấy bác thôi chứ không có giá đó đâu, em bán cho mấy bác giá 2,5 triệu bao ship tận nhà. Đó, y dày là em sẽ bán cho mấy bác. Còn nếu như mấy bác có nhu cầu lên chế 2 kim thì thêm lên 100 nữa xong. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Và nếu như mấy bác yêu cầu như thế này, lấy chế rin về lại em cho thêm nữa, không tính tiền làm gì. Rồi ok nha.